chửi học trò thu vận động viên Việt Nam, huấn luyện viên Malaysia bị trọng tài đuổi. Huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia bị đuổi khỏi khu vực làm nhiệm vụ môn karate vì lý do hài hước. Trận chung kết nội dung Kumite đồng đội nam môn karate SEA Games 32 diễn ra căng thẳng và kịch tính cả trong lẫn ngoài thảm đấu. Trọng tài phải đuổi cả hai huấn luyện viên của đội Việt Nam và Malaysia khỏi khu vực làm nhiệm vụ. Theo tờ New Shaitan, huấn luyện viên Tm Abdullah Musi của Malaysia bị đuổi vì mắng vận động viên đội nhà. Ông Musi nổi giận vì võ sĩ Prem Kumar trúng đòn 3 điểm của Chu Văn Đức. Đó là thời điểm trận đấu chỉ còn lại 7 giây và vận động viên Việt Nam vượt lên dẫn ngược đối thủ 7-6 nhờ điểm Ippon. Cùng thời điểm đó, huấn luyện viên của đội Việt Nam cũng bị truất quyền chỉ đạo, có lẽ vì phản ứng quá khích sau khi chứng kiến học trò giành điểm quan trọng. Trước đó, Chu Văn Đức vừa để đối thủ ghi 3 điểm trong khoảnh khắc chủ quan. Tôi đã nói với Prem và những người khác là không được ăn mừng cho đến khi trận đấu kết thúc. Nhưng họ đã không làm vậy. Họ đã ăn mừng quá sớm khi đang dẫn trước và không tập trung trong những giây phút cuối cùng của trận đấu. Các vận động viên vẫn chưa hiểu. Họ ăn mừng quá sớm. Tôi đã nói rất nhiều lần với họ rằng đừng xúc động, trận đấu vẫn đang diễn ra. Đó là một bài học lớn, huấn luyện viên Musi giải thích. Vận động viên Prem Kumar đã đích thân gặp riêng và nói lời xin lỗi người thầy của mình. Trước đó, võ sĩ này vừa giành chức vô địch nội dung cá nhân. Điểm Ippon khiến huấn luyện viên đối thủ nổi cáu, mất quyền chỉ đạo chính là bước ngoặt của trận chung kết Kumite đồng đội nam. Trong 7 giây còn lại, Chu Văn Đức không cho đối thủ lật ngược tình thế, giúp đội Việt Nam giành chiến thắng kịch tính để chạm tay vào tấm huy chương vàng. Sau trận đấu đầu tiên bị Đỗ Thanh Nhân đánh bại, các vận động viên Malaysia thắng liên tiếp 2 trận đấu để dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, Võ Văn Hiền và Chu Huy Đức giành chiến thắng ở 2 trận quyết định để giúp đội Việt Nam thắng 3-2.